Thêm một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sau khi phẫu thuật mổ nội soi sỏi thận bàng quang. Vụ việc vừa xảy ra vào trưa qua ngày 28 tháng 10. Nạn nhân là một người đàn ông 51 tuổi, thể trạng bình thường. Sau khi nhập viện, ngày 22 tháng 10, bệnh viện đã cho chỉ định mổ soi thận lần 1 và ngày 28 tháng 10 chỉ định mổ nội soi bàng quang lần 2. Theo người nhà nạn nhân, khi có chỉ định mổ, bệnh viện không cho người nhà vào thăm, theo dõi với lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bây giờ thì chồng tôi về khỏe mạnh, bình thường, ăn uống bình thường, không có vấn đề gì. Xong bác sĩ bảo là đủ điều kiện để mổ. Thì tôi không biết là bây giờ tính mạng của chồng tôi giao cho bác sĩ để bây giờ là bác sĩ, để chồng tôi bây giờ... Theo các bác sĩ trong ekip mổ cho biết, đây là thủ thuật mổ nội soi tán sỏi nên không quá phức tạp. Nguyên nhân để khẳng định nó là tim mạch thôi, chúng tôi không dám khẳng định. Nhưng là hướng nhiều đến về vấn đề tai biến tim mạch. Diễn biến sau mổ là thứ nhất của anh ấy, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe mạnh, mạch huyết áp bình thường, ăn uống được, không đau ngực, không có thở. Thì không có lý do gì để chúng tôi làm lại cái siêu âm tim nữa cả. Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã trả thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng. Các ca biến chứng y khoa dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển đã từng xảy ra nhiều lần. Ở bệnh viện thì chắc chắn là không thể tránh khỏi cái việc bệnh nhân tử vong. Chúng tôi cũng đã làm cái kiểm thảo tử vong rồi. Còn chúng tôi sẽ tiến tới, chiều nay chúng tôi sẽ họp hội đồng chuyên môn. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, Sở chưa nắm được thông tin cũng như báo cáo vụ việc từ phía Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển.